Tình trạng khai thác cắt sỏi trong thời gian gần đây đã xuất hiện trở lại trên hói dừa thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Đang nói là khu vực này từng là điểm nóng khai thác trộm và nằm trong khu vực hành lang an toàn dưới lưới điện đường dây 500 kV Bắc Nam. Tại khu vực hói dừa thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, thời gian gần đây các đối tượng đã múc trộm một khối lượng cát sỏi giữa lòng suối với chiều dài khoảng 200m, rộng 20m, sâu từ 1,5 đến 2m. Điểm khai thác nằm cách cột đường dây 500 kV Bắc Nam chỉ khoảng 100m. Tại thời điểm phóng viên có mặt, các đối tượng đã dừng và cho chuyển số cát sỏi lấy trộm ra khỏi hiện trường cùng với phương tiện khai thác. Trên nền đất còn dấu xe bánh xích và một số vết cầu xúc còn mới. Theo ủy ban nhân dân thị trấn Lăng Cô, tại đây, quân và dân thị trấn từng bắt quả tang đối tượng khai thác cát trộm là người địa phương, phạt gần 40 triệu đồng, thu giữ tăng vật gồm một xe múc. Riêng với dấu vết mới phát hiện, tạm thời chưa xác định được đối tượng. Chính quyền cấp tỉnh, huyện đã có chỉ đạo thanh tra sở tài nguyên môi trường, công an, biên phòng khẩn trương điều tra xác định đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 10 tại xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, hầm số 2 thuộc dự án cải tạo đường sắt khu vực Đèo Khe Nét chính thức được liên danh ISUNG, Đèo Cả đào thông vượt tiến độ 2 tháng. Hầm đường sắt Khe Nét có tính đặc thù chạy men theo sườn núi, địa chất hầm phức tạp. Để đảm bảo tiến độ đề ra, liên danh các nhà thầu đã nỗ lực đưa ra các biện pháp thi công đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ, nâng cao năng suất lao động. Các nhà thầu đã huy động 230 kỹ sư, công nhân, lái máy cùng với nhiều thiết bị chuyên dụng. Tổ chức đồng loạt bốn mũi thi công trên hai hầm. Đến cuối tháng 10, khối lượng thi công hầm 1 đạt 130m trên chiều dài 580m và hầm 2 hoàn thành toàn bộ 355m. Sản lượng thi công đạt 120 tỷ đồng, vượt 9% tiến độ đề ra. Khi hoàn thành, dự án không chỉ góp phần giảm tải giao thông, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa và hành khách mà còn tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực, giúp tăng cường sự kết nối giữa các vùng miền, đóng góp tích cực vào mạng lưới giao thông quốc gia.